Chào mừng các em đến với tiết học địa lý 6. Cô xin tự giới thiệu, cô là Hồ Thị Sương, hiện đang giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương, quận Tân Phú. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Để học tốt bộ môn địa lý, các em hãy chuẩn bị đầy đủ cho cô. Thứ nhất, sách lịch sử và địa lý 6. Thứ hai, tập vở ghi. Thứ ba, các đồ dùng học tập cần thiết khác như bút, thước, chì. Trước khi đi vào nội dung bài học, chúng ta hãy cùng nhau khởi động làm nóng cơ thể, tạo một tinh thần sảng khoái bằng cách trở thành những ca sĩ nhí, hòa nhịp vào bài hát Trái đất này là của chúng mình của nhạc sĩ Trương Quang Lục. Chúng ta hãy cùng thể hiện khả năng âm nhạc của mình các em nhé. Bài hát thật hay và ý nghĩa phải không nào các em? Bây giờ cô có một câu hỏi dành cho các em. Trong bài hát Trái đất này là của chúng mình thì trái đất đứng yên hay trái đất quay? Cô có hai đáp án cho chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là trái đất quay và thứ hai là trái đất đứng yên. Chắc chắn các em đã biết được đáp án chính xác rồi phải không nào? Trái đất quay chính là đáp án chính xác của câu hỏi này. Và qua bài hát này chúng ta biết được rằng hành tinh trái đất của chúng ta luôn luôn vận động không ngừng. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một trong những sự vận động đó của trái đất. Đó chính là bài số 7, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả. Bài này cô và các em sẽ tìm hiểu trong 2 tiết. Học xong bài này các em sẽ mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau, nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên trái đất, mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến. Bài của chúng ta có hai nội dung chính. Nội dung chính thứ nhất, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Và nội dung chính thứ hai, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu phần 1 la mã đầu tiên, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Dựa vào hình 6.1 kết hợp với thông tin trên đoạn video sau, các em hãy hoàn thiện thông tin trong phiếu học tập số 1.
Ở phiếu học tập số 1, chúng ta sẽ trả lời 3 câu hỏi để tìm hiểu về sự vận động của trái đất quanh trục. Thứ nhất, hướng tự quay quanh trục của trái đất. Thứ hai, góc nghiêng của trục trái đất khi tự quay. Và thứ ba, thời gian trái đất tự quay quanh trục hết một vòng. Cô xin mời các em xem đoạn phim. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự vận động của trái đất quanh trục. Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực và nghiêng 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Và thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục là một ngày đêm, tương ứng với 24 giờ. Qua đoạn phim và hình 6.1, chúng ta biết được hướng tự quay quanh trục của trái đất là theo hướng từ Tây sang Đông, ngược chiều kim đồng hồ. Trái đất tự quay quanh một trục tưởng tượng nối liền hai cực cực Bắc và cực Nam với nhau và nghiêng một góc 66 độ 33 phút trên mặt phẳng quỹ đạo. Thời gian trái đất tự quay quanh trục hết một vòng là 24 giờ một ngày đêm. Như vậy, đối với phần 1, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất, các em nắm cho cô các ý chính sau đây. Thứ nhất, trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông. Thứ hai, thời gian trái đất tự quay một vòng là 24 giờ. Thứ ba, góc nghiêng của trục trái đất trên mặt phẳng quỹ đạo là 66 độ 33 phút. Các em chép nội dung vào vở để thuận tiện trong việc ghi nhớ. Các em có biết rằng, thực ra trái đất tự quay quanh trục một vòng là hết 23 giờ 56 phút 04 giây. Tuy nhiên, để thuận tiện trong sinh hoạt và sản xuất, thời gian trái đất tự quay một vòng quanh trục được quy ước là 24 giờ. Và dưới tác động của lực quay trái đất và hướng gió, máy bay khi đi từ hướng Tây sang sẽ có thời gian di chuyển lâu hơn so với khi đi từ hướng Đông sang. Vậy khi trái đất tự quay quanh trục sẽ sinh ra những hệ quả gì và những hệ quả đó diễn ra như thế nào? Cô và các em bước vào tìm hiểu tiếp phần 2 La Mã, hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến hệ quả đầu tiên được sinh ra. Nhưng trước hết, các em hãy nhìn hình và đoán nội dung cô muốn nói đến. Chắc chắn các em đã đoán được phải không nào? Đây chính là hiện tượng ngày và đêm. Vậy các em có biết ngày là gì và đêm là gì không nào? Ngày ở đây chính là khoảng thời gian phần bề mặt trái đất được mặt trời chiếu sáng hay còn gọi là ban ngày. Còn đêm là khoảng thời gian phần bề mặt trái đất không được mặt trời chiếu sáng hay còn gọi là ban đêm. Cô chắc chắn các em cũng trả lời giống ý của cô đúng không nào? Và sự luân phiên ngày đêm chính là hệ quả đầu tiên của sự chuyển động tự quay quanh trục của trái đất. Có bao giờ các em đặt câu hỏi, tại sao trái đất lại có ngày và đêm luân phiên nhau? Bây giờ cô và các em cùng đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này nhé. Dựa vào hình 6.2, 6.3 và thông tin trong sách giáo khoa, các em đã hoàn thiện thông tin phiếu học tập số 2. Ở phiếu học tập số 2, cô cũng có 3 câu hỏi lớn cần các em tìm đáp án. Câu hỏi thứ nhất, em hãy cho biết có phải lúc nào điểm A luôn là ban ngày và điểm B luôn là ban đêm không? Câu hỏi thứ hai, khi điểm A được chiếu sáng thì khi đó nửa cầu có điểm A và nửa cầu có điểm B là ngày hay đêm? Câu hỏi thứ ba, khi điểm A không được chiếu sáng thì khi đó nửa cầu có điểm A và nửa cầu có điểm B là ngày hay đêm? Các em suy nghĩ và thực hiện cho cô. Bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem có bao nhiêu bạn trả lời giống ý với cô không nhé. Ở câu hỏi thứ nhất, không phải lúc nào điểm A cũng luôn là ban ngày và điểm B cũng luôn là ban đêm. Ở câu hỏi thứ hai, khi điểm A được mặt trời chiếu sáng thì nửa cầu có điểm A sẽ là ban ngày và nửa cầu có điểm B sẽ là ban đêm. Ở câu hỏi thứ ba, khi điểm A không được chiếu sáng thì nửa cầu có điểm A sẽ là ban đêm, nửa cầu có điểm B sẽ là ban ngày. Như vậy, hai điểm A và B luôn có sự luân phiên nhau về ngày và đêm.
Bây giờ cô mời các em cùng cô xem một đoạn phim để hiểu rõ hơn về sự luân phiên ngày đêm trên trái đất. Ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Do trái đất có dạng hình cầu nên mặt trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, còn nửa nằm trong bóng tối là đêm. Bên cạnh đó, nhờ có sự vận động tự quay của trái đất từ tây sang đông, nên ở khắp mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Ban ngày khi trời sáng, chúng ta thường lầm tưởng mặt trời mọc đằng đông, còn trái đất đứng yên. Nhưng thực chất là do trái đất có sự chuyển động quanh trục theo chiều từ tây sang đông. Lúc mặt trời mọc là lúc ta ở vị trí của trái đất chuyển từ phía khuất trong bóng tối sang phía tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nên ta mới cảm nhận mặt trời mọc phía đông. Và dĩ nhiên câu nói mặt trời lặn phía tây cũng không chính xác. Lúc này trái đất tiếp tục quay từ tây sang đông. Trạng thái chuyển từ đang tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sang khuất sau ánh sáng mặt trời làm ta lầm tưởng mặt trời lặn ở phía tây. Chắc chắn lúc này các em đã trả lời được câu hỏi tại sao mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm, phải không nào? Gồm có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do trái đất có hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa được chiếu sáng là ngày, nửa không được chiếu sáng là đêm. Nguyên nhân thứ hai là do trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm. Có khi nào các em nghĩ nếu trái đất không quay nữa thì sẽ như thế nào? Nó có ảnh hưởng gì đến sự sống trên trái đất? Chúng ta hãy cùng tiếp tục xem một đoạn phim dự đoán về tương lai, điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất ngừng quay nhé các em. Như vậy, nếu trái đất ngừng quay thì hậu quả sẽ rất là tồi tệ, sự sống sẽ biến mất và hành tinh của chúng ta sẽ không còn nữa. Do đó, chúng ta cần phải bảo vệ hành tinh của mình nhé các em. Đối với hệ quả đầu tiên, sự luân phiên ngày đêm, các em nắm cho cô các ý chính sau đây. Thứ nhất, do trái đất có hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa được chiếu sáng là ngày và nửa không được chiếu sáng là đêm. Thứ hai, nhờ sự chuyển động tự quay của trái đất từ tây sang đông mà mọi nơi trên trái đất lần lượt có ngày và đêm. Các em chép nội dung vào tập vở để thuận tiện cho việc ghi nhớ. Các em có biết nơi nào trên thế giới đón ánh nắng mặt trời đầu tiên không? Đó chính là Chatham, một hòn đảo của New Zealand,
Trong số 11 đảo của Cha Nam, chỉ hai đảo có người sinh sống là đảo Cha Nam và đảo Pitt. Theo Hải quân Mỹ, tỉnh Kahutara ở đảo Pitt là điểm có người sinh sống đầu tiên trên thế giới đón mặt trời vào ngày 1 tháng 1 hàng năm vào lúc 4 giờ 50 phút theo giờ địa phương, trước đất liền New Zealand 45 phút. Và trên đất nước ta, Mũi Đại Lãn nằm ở thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, được coi là cực đông của Tổ quốc để đón ánh bình minh đầu tiên. Tiết mục của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần luyện tập và vận dụng để khắc ghi lại những kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu xong. Cô có câu hỏi số 1 như sau. Trái đất hoàn thành một vòng tự quay quanh trục của mình trong khoảng thời gian bao lâu? Cô có 4 đáp án. A. 1 tháng, B. 1 mùa, C. 1 ngày đêm và D. 1 năm. Xin mời các em chọn đáp án. Và đáp án chính xác đó chính là C. 1 ngày đêm. Ở đây một ngày đêm tức là 24 giờ. Câu hỏi thứ hai như sau. Tại sao bề mặt trái đất luôn có một nửa được mặt trời chiếu sáng là ngày và một nửa không được chiếu sáng là đêm? Cô có 4 đáp án như sau. A. Trái đất tự quay quanh trục. B. Trái đất có dạng hình cầu. C. Trục trái đất nghiêng. Và D. Trái đất chuyển động quanh mặt trời. Xin mời các em chọn đáp án. Như vậy đáp án chính xác đó là B. Trái đất có dạng hình cầu. Vì trái đất có dạng hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa được chiếu sáng là ngày và nửa không được chiếu sáng là đêm. Câu hỏi thứ ba như sau. So với mặt phẳng quỹ đạo, trục trái đất nghiêng một góc bao nhiêu độ? A. 56 độ 27 phút. B. 32 độ 27 phút. C. 23 độ 27 phút. Và D. 66 độ 33 phút. Xin mời các em chọn đáp án. Như vậy đáp án chính xác của chúng ta là D. 66 độ 33 phút. Câu hỏi thứ tư như sau. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng nào? A. Từ Tây sang Đông. B. Từ Đông sang Tây. C. Từ Bắc xuống Nam. Và D. Từ Nam đến Bắc. Xin mời các em chọn đáp án. Và đáp án chính xác đó chính là A. Từ Tây sang Đông. Câu hỏi thứ năm như sau. Mọi nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau là do những nguyên nhân nào? A. Ánh sáng mặt trời và các hành tinh chiếu vào. B. Trái đất có hình cầu và vận động tự quay quanh trục. C. Các thế lực siêu nhân và thần linh. D. Trục trái đất nghiêng trên mặt phẳng quỹ đạo. Xin mời các em chọn đáp án. Và đáp án chính xác đó chính là B. Trái đất hình cầu và vận động tự quay quanh trục. Sau đây là bài tập vận dụng, về nhà các em sẽ thực hiện cho cô. Các em chuẩn bị một quả địa cầu, nếu không có quả địa cầu, chúng ta có thể thay bằng một quả bóng, một cây đèn pin và một cây bút viết bạn xóa được. Các em hãy chứng minh hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau trên trái đất. Nội dung về nhà của các em như sau. 1. Ôn lại các kiến thức đã học ngày hôm nay. 2. Trả lời làm các câu hỏi trong bài tập vận dụng. 3. Tìm hiểu hai nội dung tiếp theo của bài để tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Xin chào các em. Hẹn gặp lại các em ở tiết học tuần sau.